Khi bypass bằng cái tool eyeball remedy á, các bạn hay gặp lỗi là thường thường là chsh lỗi nè. Rồi đến các bạn tải file bị thiếu nè, cũng không boot được luôn nha. Rồi lỗi driver khi boot remedy nè. Rồi tiếp theo là không có acti được nè. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn là fix những cái lỗi trên nha. Alo, xin chào các bạn. Mình đang cầm một cái máy bị hello nè, khóa kỹ thuật cho chủ sở. Máy này iPhone 7 Plus ha. Bây giờ mình ghim vô máy tính, mình coi thử nó IP máy, số series, số máy đầy đủ không. Mình tiến hành bypass dùng wifi nha các bạn. Này 15.7.5 nè, tình trạng chưa kích hoạt. Số email, số series đầy đủ luôn nha. Thì Tuna Boy nó mới ra phiên bản mới nè các bạn. Thì nó cho mình vô bonus tức thì luôn nè. Hỗ trợ iOS 16.4.1 luôn. Thì mình tải tool về. Mình mở cái iPhone remedy lên. Các bạn chưa tải tool đó, thì các bạn lên link các bạn tải về nha. Rồi mình tải data remedy nè. Từ một bubble thì mình không cần tải đâu. Tại data remedy là iOS 15. Rồi mình coi cái máy mình của nó là product máy á, con này 9.2. Thì mình kiếm cái mã 9.2 mình tải về nha. Còn các bạn nào muốn thì tải hết về luôn để dành xài sau cũng được nha các bạn. Rồi tải về bỏ đâu thì các bạn bỏ trong một data remedy nè. Nhớ là không có được giải nén nha các bạn. Mình chạy được mà không giải nén thì mình chạy được thì cần gì giải nén. Thì các bạn cứ nhắn tin hỏi password hoài làm cái gì. Nhớ nha, không giờ né nha, cứ để vậy chạy thôi. Rồi mình mở cái tool iBoy lên. Thì hiện tại cái tool iBoy á, là cái máy này nó chưa đăng ký nè. Chút đủ mình hướng dẫn các bạn đăng ký từ đầu luôn nha. Nhiều lúc các bạn đăng ký bị lỗi á, hay là các bạn hay hỏi cách đăng ký á, thì giờ mình làm video này mình nói khá là chi tiết, các bạn xem từ đầu nha. Giờ mình get hello trước. Get hello trong chế độ thường nè. Ôi nó báo lỗi các bạn, nó không cho mình get nha. Nó bắt mình đăng ký trước khi mình get hello ha. Rồi giờ mình bấm đăng ký mã exit. Thì mở Telegram trên máy tính lên. Rồi các bạn bấm chữ start nè. Thì nó sẽ tạo cho mình một cái tài khoản mới nha. Cho mình $5, cho mình $5 miễn phí. Rồi mình bấm sẹt account nè, mình coi thử mình còn có đúng $5 hay bao nhiêu á. Rồi còn $5 nè các bạn. Thì đăng ký một mã là tốn 3 credit nha. Thì muốn đăng ký các bạn bấm vô exit nè, gõ sẹt exit khoảng cách sẹt nè exit rồi khoảng cách, rồi copy cái mã exit trên tool đó. Nhưng mà các bạn nhớ copy, đừng có copy trong chế độ thường nha, đưa máy về chế độ recovery á, mình copy mã exit cho anh chính xác nha các bạn. Thì hiện tại tool iBoy á thì admin cho chỉ free có $5 các bạn, thì bèo quá. Nếu admin lén lén xem video này thì bơm cho mình một ít credit nữa ha, tầm 100-200 gì đó để mình lên video. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Rồi vô chế độ recovery nè các bạn. Rồi các bạn copy mã exit trên tool đó. Rồi mình trở lại Telegram. Mình dán vô, mình bấm enter là nó sẽ đăng ký cho mình cái mã exit thành công ha. Đăng ký tức thì luôn nha các bạn. Rồi đăng ký ngon lành thành công nè. Rồi mình trở lại cái tool. Mình refresh nó một cái. Coi từ cái mã đăng ký thành công chưa. Rồi đăng ký thành công nè, xanh lét nè các bạn. Rồi mình đưa cái máy về chế độ thường á. Mình get hello nó ha. Get hello là dạng như backup cái file hello lại các bạn. Thoát chế độ recovery đi, lên chế độ thường á, mình mới get được nha. Rồi đợi cái máy nó lên chế độ hello á, rồi mình get cái file hello. Hiện tại Tuna Boy á, là nó cũng chưa có cho là bypass one lead kiểu mà da red nha các bạn. Rồi lên hello nè. Rồi các bạn bấm get hello. Rồi các bạn đợi nó get thành công á. Rồi get thành công nè. Trước khi get thành xin lỗi các bạn, get thành công á thì mình nhớ kiểm tra là cái file backup nha các bạn. Cách kiểm tra là các bạn mở lên, mở cái file get á, mình kiểm tra nó có cái file acti nè. Các bạn nhớ là nó phải đủ cái số kilobyte nha. Đó thường thường là 6 kilobyte hoặc là 8 kilobyte nha các bạn. Nhiều lúc các bạn get á, nó có 0 kilobyte á, là các bạn acti không bao giờ thành công nha. Các bạn để ý giùm. Rồi mình vô chế độ bonus để bù cho nó. Thì chế độ bonus á, hiện tại thì tool nó cũng có nè các bạn. Trên tool nè. Bấm trực tiếp trên tool nè. Mình cũng có làm video rồi.
Rồi cách thứ hai là vô OneDiscarter nè, mình cũng có làm video luôn. Thì các bạn quen cách nào thì các bạn vô Bodis cách đó nha. Hiện tại thì đó, cái này là OneDiscarter nè, lệnh CMD nè, giờ mình không cần luôn. Giờ mình hướng dẫn các bạn là vô chế độ bonus cực kỳ nhanh luôn nha các bạn. Giờ trước mắt đưa máy về chế độ depo trước. Depo thì các bạn cứ cộng cái gì? Depo thì nguồn dưới hôm á. Xin lỗi các bạn, volume trừ dưới nguồn chứ. Rồi vô depo thành công thôi. Rồi máy vô depo thành công á. Rồi mở cái tool đó. Mình về chế độ bonus đó nha. Đây, hôm nay mình vô chế độ bonus á bằng cái Winrange nha các bạn. Winrange thì mình cũng có lên một video á, các bạn rảnh thì xem. Rồi mình mở cái Winrange lên. Cái Winrange nó chạy trên Windows khá là ngọt nha các bạn. Nó có nhiều chức năng lắm, cái này chết ra chạy iOS từ 12 đến 18 nè, Jared á. Rồi chủ yếu mình làm cái chết M8 nè các bạn. Vô chế độ bonus á, rồi các bạn bấm Net. Là cái khi cái máy đưa về chế độ depo á, các bạn bấm Net á, là cái tool nó sẽ chạy bonus depo cho mình nha. Thì các bạn để ý cái driver á, nó chuyển lên chuyển xuống, nếu mà nó thiếu á thì các bạn cứ cài. Cái này là install luôn. Thì nó sẽ cài cái driver dạng như driver Winrange đó các bạn. Các bạn nếu cài driver không được á, lỗi thì các bạn cài lại driver cho chuẩn á, là các bạn chạy Winrange ok thôi. Rồi cái này nó khai thác lỗi gì thành công nè. Rồi mình mở lại cái iBoy á, mình coi thì nó vô bonus chưa, ngon lành nè các bạn. Cái này gì bonus gì, IKM8 các bạn, bonus hơi lạ ha. Rồi giờ mình tiến hành mình boot RAM disk. Quan trọng là khúc boot RAM disk nó có thành công nha các bạn. Nhưng mà trước khi boot á, các bạn để ý cái driver nha. Mình kiểm tra lại nó còn cái driver USB driver hay không. Này còn nè, đầy đủ nè. Rồi mình mới boot nha, không các bạn boot nó sẽ xảy ra lỗi nha các bạn. Giờ tiến hành boot RAM disk. Cái này thì vô bonus IKM8 gì nè các bạn. Thì để mình coi mình boot RAM disk nó có thành công ha. Chứ thường thường mình làm là toàn là bonus gutter thôi. Hôm nay nó có cái cách bonus mới á, nhanh gọn lẹ. Mình lên video mình chia sẻ cho anh em coi thử nó có boot thành công trên cái tool iBoy nha các bạn. Rồi các bạn đợi. Rồi ngon lành luôn các bạn ơi. Lên logo kìa. Lên logo là các bạn hiểu luôn ha. Rồi mình đợi cho nó boot thành công á. Rồi mình chết SSH cho nó. Rồi mình FT hello thôi. Mình làm như lúc trước thôi các bạn. Video này thì mình hướng dẫn các bạn chủ yếu là vô bonus dễ dàng nhanh chóng luôn. Chứ mình thấy các bạn vô bonus trên tool iBoy nó hay sẽ ra lỗi lỗi này lỗi kia. Thì mình cũng cố gắng dành ít thời gian lên video hướng dẫn chi tiết cho các bạn cái kiểu vô bonus mới nè. Thì tool iBoy nó vẫn boot được nha. Rồi boot RAM disk thành công nè. Rồi mình đợi cái tab SSH nó sáng lên nè. Rồi mình chết nó một cái. Khi chết SSH thành công á, là mình FT hello. Nó đơn giản thôi các bạn. Cái này thì rồi chết thành công nè. Rồi mình FT hello. Thì hiện tại tool iBoy á thì màn hình hello á thì mình bypass dùng wifi nha. Còn passcode á thì mình bypass full SIM. Thì cái đó các bạn phải biết ha. Nhiều lúc các bạn nhắn tin hỏi, ủa em bypass màn hình hello sao gắn SIM không được. Hello mà gắn SIM thì phải tool có phí nha các bạn. Rồi FT thành công nè. Rồi các bạn đợi cái máy nó boot lên. Mình nhớ là mình không có rút cáp nha các bạn. Đợi cái máy nó boot lên thôi. Nhớ à, nhớ không được rút cáp nha. Chờ cái máy nó khởi động lên. Rồi mình kiểm tra coi thử nó FT chưa. Rồi các bạn cứ đợi đi, đợi nó khởi động lên là nó sẽ vô màn hình menu thôi. Rồi mình nhập ID Apple hay gì á, mình tải app mình test nha. Rồi máy đã FT nè. Ngon lành luôn nha. Rồi giờ mình vô cài đặt. Giới thiệu cái con này là 7 lút, phiên bản khá là mới nè, 15.7.5 nha các bạn. Hiện tại tool iBoy nó có phiên bản mới, nó chạy khá là ngọt ha. Các bạn có những cái máy như vậy thì các bạn xem video các bạn làm giống mình là ok nha.
giờ mình khởi động lại máy thử coi, mình coi thử nó có bị văng AT không hay là gì không nha. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like đăng ký kênh chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.